Chào mọi người, trong cái vlog ngắn này mình sẽ review cái keyboard mà mình sử dụng. Cái keyboard này mình mua giá 50.000. Đây, rất là gọn luôn, vừa để đặt lên bàn. Đó, mọi người thấy cái độ cao của keyboard nè, vừa đặt để cái điện thoại lên đây, để cái điện thoại lên cái vị trí này, rồi để trước mặt mình. Đó, thì mình có thể là review sách, rồi hướng dẫn làm cái thao tác nào đó cầm trên tay. Đó, rất là thoải mái, rất là tiện và rất là vững vàng. Đó, mọi người có thể đến những cái cửa hàng phụ kiện di động hoặc là mua trên mạng, cái này nó rất là phổ biến. Rất là tiện luôn. Sau khi mà sử dụng xong rồi á, mình có thể thu gọn cái thiết bị lại. Nó chỉ vừa cầm tay như thế này, có thể để cấp xe rất là gọn gàng. Để trên bàn là chiến ngay liền. Đó, khỏi cần phải mang theo những cái keyboard. Tại vì những keyboard mà để quay mà nó có chiều cao á, thì nó cồng kềnh lắm. Nó đem theo nó dướng díu lắm. Để trên xe mà nó cồng kềnh rồi cái di chuyển rồi nó cũng khó khăn cho mình. Còn này nó rất là gọn, rất là nhỏ bé. 50.000 thôi, đúng là một món hời. Đầu tư có 50.000 mà có một cái thiết bị để hỗ trợ cho mình chia sẻ giá trị cho cộng đồng, và cũng để giúp mình đạt được rèn luyện, vượt khó, rèn nghị lực cho chính bản thân. Đó, đây là một cái thiết bị mà mình khuyến nghị á, ai mà muốn làm cái thử thách mà làm vlog á, nên mua. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like và subscribe kênh để cập nhật thêm các vlog, chia sẻ kinh nghiệm làm việc hiệu quả mới nhất nha.